chào quý vị khán giả, quý vị đang xem bản tin trưa với các tin nóng mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029, ngày 1 tháng 10, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cùng tham gia đoàn có các đại biểu của 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, đoàn đại biểu dân tộc, tôn giáo, các giới. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, quận 4, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Bác luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển. Trước anh linh của người, các đại biểu hứa phấn đấu học tập và làm theo gương Bác, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại nghĩa tình. Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, kính dâng lên Chủ tịch Tôn Đức Thắng những nén hương và đóa hoa tươi thắm, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Bác Tôn. Các đại biểu dâng nén tâm hương và hứa phấn đấu học tập theo gương Bác Tôn, người đã một đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức và tác phong người chiến sĩ cách mạng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí, đoàn kết anh em và bạn bè quốc tế. Từ cuộc sống người thợ, rồi chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách của Đảng và nhà nước, Bác Tôn luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người. Đoàn cũng đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, quận 1. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu trong đoàn thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt đêm qua đến sáng ngày 1 tháng 10, nhiều nơi ở tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Điện Biên có mưa to. Hiện nước sông Hồng tại thành phố Lào Cai đang dâng lên trở lại. Chính quyền địa phương đã kịp sơ tán hàng trăm người dân ở phường Duyên Hải. Thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, đêm qua đến sáng sớm ngày 1 tháng 10, tại thành phố Lào Cai và các huyện Bảo Thắng, Bát Sát, thị xã Sapa, có mưa như trút. Đêm qua, một số hộ dân ở xã Mường Hoa, thị xã Sapa đã chủ động ra khỏi nhà tìm nơi an toàn khi có mưa lớn. Trong bối cảnh một số nơi ở miền núi phía Bắc liên tục xảy ra tình trạng nứt núi, sạt lở, tại thành phố Lào Cai, nước sông Hồng đã lên lại, đặc biệt khu vực tổ 2, phường Duyên Hải đang trong tình trạng sạt lở. Từ đêm ngày 30 tháng 9, gần 20 hộ dân tại khu vực này đã được lực lượng chức năng di dời khẩn cấp do có một vết nứt dài, rộng khoảng 40cm đã xuất hiện trên quả đồi sau khu dân cư. Trên địa bàn xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, mưa lớn gây ngập nhà dân. Các cây cầu tràn đã được bố trí lực lượng canh gác và nhắc nhở người dân không đi qua các khu vực nguy hiểm. Công an xã đã tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo ghi nhận đến sáng sớm ngày 1 tháng 10, một số khu vực ở xã Quang Kim, huyện Bát Sát và thị xã Sapa bị ngập do mưa lớn. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Theo các chuyên gia khí tượng, sáng ngày 1 tháng 10, không khí lạnh đã tiến sát miền Bắc. Dự báo trong ngày hôm nay,
không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Càng về chiều, thời tiết càng thay đổi rõ. Trong sáng ngày 1 tháng 10, một số nơi ở miền Bắc vẫn còn mưa, nhưng từ trưa về chiều, trời sẽ tạnh ráo. Nhiệt độ dao động 22 đến 31 độ C. Các chuyên gia thời tiết nhận định, ngày mai, 2 tháng 10, Bắc Bộ sẽ có nắng ấm với nhiệt độ ban ngày 29 đến 30 độ C. Ban đêm giảm xuống khoảng 20 đến 21 độ C. Thời tiết mùa thu điển hình với không khí se lạnh vào đêm và sáng sớm, đồng thời mưa gió sẽ tạm lui. Từ tối ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An bị sạt lở, ngập lụt. Tại thành phố Thanh Hóa, mưa lớn đã khiến một số khu phố bị ngập sâu, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Anh Hoàng Tuấn Công, nhà ở đường Trần Nhật Duật, phố Tân Hà, phường Nam Ngạn, kể, nửa đêm, nước đã bắt đầu ngập ngoài thềm. Anh vội chạy ra đưa xe ô tô đi gửi ở khu vực cao, lúc quay về nước đã tràn vào nhà. Anh Hoàng Tuấn Công cho hay, gần 20 năm qua, năm nào khu vực này cũng chịu cảnh ngập lụt, nhưng đây là lần đầu tiên bị ngập vào nhà. Tại tỉnh Nghệ An, mưa lớn cũng đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn huyện Tương Dương, Kỳ Sơn bị sạt lở. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh, huyện Tương Dương, nước tràn gây ngập trường, kéo theo bùn đất vào các phòng học. Nhiều đồ dùng học tập, sách vở, bị nước và bùn làm hư hỏng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm hôm nay, 1 tháng 10, bão số 5, Graton, đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông, gió mạnh cấp 10 đến 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7 đến 9 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Từ chiều ngày 1 đến 2 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, trên 100mm trên 6 giờ. Từ đêm 2 tháng 10, mưa lớn giảm dần. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 9 đến 3 giờ ngày 1 tháng 10 cục bộ có nơi trên 100mm như Tả Giàng Phình, Lào Cai 167,8mm, Tà Si Láng, Yên Bái 121,4mm, Tân Nam, Hà Giang 101,6mm, Hồ Xuân, Thanh Hóa 162mm, Lưu Kiền, Nghệ An 126mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ cường suất lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3,
vùng ven biển cấp 4 đến 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, sáng sớm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 30 độ C. Phía Nam 31 đến 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Sáng ngày 1 tháng 10, tại trường tiểu học Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phòng giáo dục đào tạo quận 1 đã có buổi chia sẻ thông tin về vụ việc cô giáo xin phụ huynh tiền mua laptop. Ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 thông tin, lãnh đạo quận đã thống nhất chỉ đạo trường tiểu học Chương Dương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm, đồng thời công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, ban giám hiệu trường tiểu học Chương Dương thống nhất cử cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Chương Dương sẽ thay thế cô H phụ trách việc giảng dạy học sinh lớp 4-3 từ ngày 1 tháng 10. Đây là cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Ngay trong chiều ngày 30 tháng 9, cô Kim Thoa đã chủ động tham gia tương tác với group phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công phó hiệu trưởng đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4-3 trong chiều ngày 30 tháng 9. Ngoài ra, ban giám hiệu trường tiểu học Chương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến tiếp xúc động viên cô H trong tối ngày 30 tháng 9. Ban giám hiệu đã đề nghị cô H tường trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang đăng tải trên mạng xã hội trước ngày 3 tháng 10. Qua vụ việc nêu trên, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã giao phòng tài chính kế hoạch, phòng giáo dục đào tạo cùng phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn. Thời gian tới, phòng giáo dục đào tạo quận 1 sẽ chỉ đạo phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ, nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 cho biết. Trước đó, ngày 30 tháng 9, trường tiểu học Chương Dương có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô H, giáo viên chủ nhiệm lớp 4-3, kiêm khối trưởng khối 4. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Lý do tạm đình chỉ công tác là để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 Mai Thị Hồng Hoa khẳng định, vụ việc cô giáo xin phụ huynh tiền mua laptop chỉ là cá biệt xảy ra trên địa bàn. Quận 1 đã chỉ đạo xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu ban giám hiệu tất cả trường học trên địa bàn tổ chức rà soát, không để xảy ra trường hợp tương tự. Ngày 1 tháng 10, Thanh tra Bộ Y tế cho biết, vừa có quyết định xử phạt công ty cổ phần Dược Trung Ương 3, 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 50 triệu đồng. Lý do, công ty sản xuất viên nén CT Cosengitex Sinarizin 25mg, số giấy đăng ký lưu hành là VG2038413, số lô 01-0823, ngày sản xuất 3 tháng 8 năm 2023, hạn sử dụng 3 tháng 8 năm 2026,
vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Trước đó, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, tỉnh Nam Định, số tiền 70 triệu đồng vì sản xuất thuốc viên nén Ubihil 300, số giấy đăng ký lưu hành là VG2769217, số lô 22103, ngày sản xuất 17 tháng 11 năm 2022, hạn sử dụng 17 tháng 11 năm 2025, vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc viên nén Ubihil 300, số giấy đăng ký lưu hành là VG2769217, số lô 22103, ngày sản xuất 17 tháng 11 năm 2022, hạn sử dụng 17 tháng 11 năm 2025. Yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.